Ok, yo yo, hello anh em đã quay trở lại với cả channel của mình. Và mình là Bao Game đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại một con hàng pound, đó chính là Leroy Sané. Với 1m83, 26 tuổi và thuận chân trái. Chỉ số mắc có thể là 97. Với style lần này đã được thay đổi trở thành hậu player, có thể đá được vị trí tiền đạo cánh trái, cánh phải, A và F cũng như là vị trí tiền vệ cánh trái. Và tiếp theo ta cùng xem qua bộ chỉ số. Với cái nhận thức tấn công là 78, điều khiển bóng là 87, rê bóng là 92, xử lý không gian hẹp là 85, chuyền thấp là 77, chuyền bổng là 83, dứt điểm 76, sút phạt 89, độ xoáy là 90. Uầy, độ xoáy cao thế nhỉ. Tốc độ 93 này, tăng tốc 93, lực sút 90, bật nhảy 62, tỷ đề 65, thấp quá. Thăng bằng 81 và cái thể lực là 76. Chung là một bộ chỉ số rất đẹp của Leroy Sané luôn. Tiếp theo là cái bộ skill với cắt bi hand turn, Scott Mu này, Soul Control này, Long Range Curler, Dipping Shoot, Long Range Shooting, sút một chạm, chuyển một chạm, Outside Curler và cuối cùng là Super Sub. Cái skill Super Sub là một cái skill được mới được bổ sung thêm dành cho Leroy Sané anh em ạ. Và chúng ta cùng đến với cả trận thi đấu đầu tiên cùng với cả Leroy Sané ở cái vị trí AMF, ở cái style mới đó chính là hậu player. Leroy Sané phiên bản này mặc dù là một hậu player đá vị trí AMF, nhưng mà mình thấy anh em nếu mà anh em muốn đá kích hoạt cái style hậu player mà hay nhất ấy, thì anh em nên để đá vị trí tiền vệ cánh trái anh em ạ, thì nó sẽ hay hơn đấy. Tiền vệ giạt cánh trái thì nó sẽ tốt hơn là cái vị trí AMF. Và nếu anh em vẫn muốn đá cái vị trí AMF ấy, thì anh em nên đá cặp thêm cùng với cả một AMF nữa, để cho Leroy Sané đỡ phải gánh quá nhiều với cái phần truyền. Thực sự là đá AMF thì mình, cá nhân mình cũng thích những cái AMF biết truyền hơn, để tạo những cái cơ hội ghi bàn tốt hơn cho tiền đạo. Nhưng mà Sané thì lại không có cái khả năng truyền hay, nhưng mà đổi lại chúng ta có cái khả năng di chuyển, khả năng sút xa, khả năng ghi bàn của Sané là rất tốt. Và cả nó chính đến nó chính là cái tốc độ của Sané cũng rất là cao. Đây là Modric, Theo Hernandez, đường bóng vào trong dành cho Leroy Sané. Leroy Sané, Sané, Sané. Ui rồi, đó là một pha dipping shoot của Sané. Cú sút rất nguy hiểm. Ở cái phiên bản này thì chúng ta sẽ so sánh với cả cái phiên bản mới nhất của Sané trước đó, đó chính là cái phiên bản chỉ số mắc là 99 anh em. Một cái phiên bản có một bộ chỉ số rất cao. Nhưng mà cái phiên bản này mình xem qua cái so sánh, phiên bản này lại hơn rất nhiều cái phiên bản đấy về mặt chỉ số anh em ạ. Hơn rất nhiều chỉ số so với bản đấy luôn. Quá ảo luôn với một con Leroy Sané Pound. Cũng là những cái phiên bản Pound là luôn là những cái phiên bản nó rất là khác bọt. Chỉ tiếc rằng là phiên bản đấy sẽ ép được skill, còn phiên bản này không ép được thôi. Thì ôi rồi, các bạn ghi bàn rồi. Số các bạn ghi một quả bàn dễ đấy nhỉ. Thì đấy, hai phiên bản nó đáng giá. Một là phiên bản có bộ chỉ số đẹp nhưng không ép được skill. Còn phiên bản kia chỉ số cũng đẹp nhưng mà thấp hơn bản này nhưng lại ép được skill. Đấy, mỗi cái nó lại có một cái lợi riêng. Nhưng mà cái bản kia thì lại hai cái style khác hoàn toàn nhau, cho nên chúng ta chỉ so sánh về mặt chỉ số thôi, chứ không cần so sánh về cái mặt lối chơi đâu. Tại vì nó là hai cái style khác nhau và cái lối di chuyển nó khác nhau, nên chúng ta cũng không cần so sánh về cái lối chơi làm gì. Thì ở phiên bản này chúng ta có những cái điểm mạnh điểm yếu sau. Điểm mạnh đó chính là về cái tốc độ, về cái khả năng sút xa, cái lực sút, cái độ xoáy của Leroy Sané là rất tốt, cũng như là cái khả năng sút phạt của Sané rất là tốt luôn. Và tiếp theo đó chính là về khả năng cầm bóng của Sané, khả năng dê bóng rất là tuyệt vời. Nhưng chỉ tiếc là chúng ta không có thêm những cái skill qua người như đáp vật tắt, Maceton, Flip Lap ở Sané thôi. Đây rồi, một tình huống thoát xuống rất nhanh của Sané nhờ cái tốc độ. Đây là Sané, Sané. Đó là Leroy Sané. Một tình huống mà Sané đã kích hoạt cái style hậu player, thoát xuống cực kỳ nhanh, tốc độ là quá tốt để vượt bỏ Sabi. Và dứt điểm cuối cùng là quá dễ dàng, quá hay với Sané với cái lực sút là 90. Mặc dù cái finishing không cao, nhưng với cái lực sút như vậy, ở cái góc độ như vậy, có bàn thắng là điều đương nhiên rồi. Và đó là một bàn thắng bằng chân không thuận của Sané. Đây là Sané, fake shot, ui. Trời ơi, không fake shot được. Đó, còn về mặt điểm yếu thì chúng ta vẫn rất rõ ràng với Sané. Đó là về cái khả năng bật nhảy, khả năng tì đề của Sané nó quá thấp anh em ạ, nó thực sự là thấp. Khi mà chúng ta bị tranh chấp hoặc là chúng ta có những cái tác động của hậu vệ, tiền vệ đội bạn, thì thực sự Sané rất dễ để bắn ra luôn. Và những cái pha chúng ta bổng, truyền bổng như này thì Sané cũng rất khó để tranh chấp bằng đầu được.
Đây là Sané. Tốc độ của Sané, tốc độ quá nhanh của Sané, fake shot lại, tạo khoảng trống nhiều quá. Đây là Sané, dứt điểm ngay. Ui giời ơi là rồi. Cú dứt điểm quá tốt của Roy Sané. Và tỷ số là 2-1. Cú đúp bàn thắng của Sané ở hiệp 2. Chúng ta sẽ lại pha bóng mà Sané có một pha phối hợp. Rồi pha bứt tốc lên rất nhanh. Thực sự là quá nhanh với Sané. Fake shot tốt, kỹ thuật tốt. Tạo khoảng trống và pha dứt điểm này. Trời ơi, một pha ra chân quá tốt của Sané. Lực sút cao, skill sút xa có, độ xoay có, skill cứa lòng có. Nói chung là có khoảng trống anh em cứa lòng, đóng căng, đều vào được anh em ạ. Đó là Sané là một con hàng sút xa quá tốt. Mình chơi thực sự là mình làm clip quá sướng của Sané với những pha sút xa rồi anh em ạ. Đóng quá uy tín luôn. Trận thi đấu không còn thời gian nhiều để các bạn có thể gỡ được đâu. Ôi rồi, vừa nói xong đâu bạn vã vào mồm luôn rồi. Thôi, anh Tài ơi. Ôi rồi, đâu bạn lại phản công để David Villa. Đây có lẽ là những cái điều đáng sợ nhất mà anh em cày chay không muốn gặp, không muốn đối đầu. Đó chính là đã lắm tiền lại còn đá hay. Đấy, lắm tiền lại còn đá hay thì thôi, mình chịu. Đã ngu rồi còn gặp đá hay lại còn lắm tiền. Ok, sang trận thi đấu thứ hai mình sẽ để Leroy Sané đá vị trí tiền đạo chính cánh phải. Và ở phía bên kia, đó chính là người bạn thân của Sané, đó chính là Sadio Mane. Đấy, Mane và Sané ngày hôm nay sẽ cùng đồng hành trên hàng công. Và tí nữa thì không biết là hai anh có gọi là trao cho nhau những cái ân tình, những cái pha tẩm bóp vào mồm không, mình cũng không biết. Để Robertson ở trong là Luke De Jong. Một tình huống mà chúng ta chắc chắn là phải ăn bàn thua rồi, khi mà Luke De Jong nó có nhiều khoảng trống để băng vào dứt điểm. Phản công, úi thôi, truyền cái gì vậy. Chúng ta sẽ chờ đợi một cuộc lội ngược dòng từ vị trí của Sané cũng như là người bạn thân nhất ở Bayern Munich, đó chính là Mane. Ôi rồi, tốc độ là quá tốt nhưng mà không vượt qua được. Ôi, úi rồi ôi, trời ơi, không có kỹ thuật, quá thiệt thòi đấy. Nào, Moric. Ở phía bên này là Harry Kane. Ôi, không được rồi. Ở vẫn còn. Pha phối hợp của Sané. Moric, Sané, lại là Sané. Quá kinh khủng với pha ra chân vừa rồi của Leroy Sané. Một pha ra chân quá nhanh và khét. Bóng đi như kẻ chỉ. Chúng ta sẽ lại pha bóng phối hợp 1-2 giữa Moric cùng với cả Sané. Pha dứt điểm của Sané là quá nhanh. Một pha ra chân phải gọi là quá nhanh của Sané. Lực bóng quá căng, không cần phải lực tím. Nhưng bóng đi phải nói là quá căng luôn. Một góc lộ không khác gì cái bàn thắng ở trận đầu tiên cả. Trời, quá khét với Sané. Đây là Sané. Úi giời, không được. Đường chuyền của Mane cho Sané. Ôi giời, chuyền thế này thì tí nó chửi lại nổi khùng, nó đấm nó. Khổ thân Sané thế chứ. Ý lại bị người bạn thân nhất tẩm quất. Xem nào. Ủa, đội bạn cầm bóng chắc thế nhỉ. Đấy rồi, Fabinho, Lucas Moric. Ở phía trên là Leroy Sané. Úi dồi, không chạy mà truyền. Tốt này. Đấy rồi, khoảng trống của biến nhiều thế nhỉ. Đấy rồi, Sané. Kỹ thuật của Sané, fake shot, cứa lòng. Ui, cái đầu kia. Chặt đầu đi. Tiếp tế nhờ pha đấy, chúng ta đã có góc để cứa lòng với Sané rồi. Ui, đánh đầu, không được. Đánh đầu, vẫn không được Harry Kane. Vẫn không được Harry Kane. Một bàn thắng quá lập bập. Đội bạn không thể phá bóng dứt khoát và mình không thể dứt điểm dứt khoát. Nhưng bóng đến vị trí của Harry Kane và có một chút may mắn để chúng ta có bàn thắng vừa rồi. Liên tục là 3 pha đánh đầu nhưng không thành công. Đến Harry Kane thì nó đã thành bàn thắng. Để Luka Modric. Lại là Sané. Chúng ta chỉ tận dụng khi Sané ở cánh và có cái tốc độ quá cao để bứt tốc xuống. Và chúng ta từ đầu trận giờ đã có rất nhiều những cái bàn thắng khi mà chúng ta sử dụng cái tốc độ của Sané rồi. Đó là quá nhanh. Lực ra trận quá tốt. Đó, đó anh em thấy chưa? Đó chính là cái điểm yếu của Sané. Rất khó để nhảy lên bật nhảy để tranh chấp luôn. Harry Kane. Mong sang trận hiệp 2 rồi chúng ta sẽ có thêm những bàn thắng cùng với cả Sané. Hiệp 1 là một hiệp thi đấu mà Sané chơi rất nổi bật luôn. Quá nổi bật. Với một bàn thắng.
Ôi ôi, Sané cắt bóng tốt này, phản công. Harry Kane chuyền cho Sané đi. Đây rồi, Sané. Ui bóng trôi quá, sang phiên bản mới mình thấy bóng quá trôi luôn anh em ạ. À. Biết anh em nào thấy bóng trôi nhưng mình thấy bóng cứ trôi kiểu gì ấy. Ui thôi không được. Chúng là để Sané đá phạt góc hay anh em ạ. À. Độ xoáy cũng tốt, có tội là không có cái skill pinpoint thôi. Tầm gọi là nó không được đạt quá nhưng rất hay. Để Sané. Sané ui mình mất bóng rồi, không có kỹ thuật, không biết làm gì luôn đấy. Ở đây rồi, cướp bóng tốt từ trên này. Một chạm tốt từ skill One Touch Pass. Đây là Moric xử lý bóng. Ôi một đường thả bóng quá điều của Moric. Và đây là tốc độ của Sané. Sané, Sané, Sané. Không vào nhưng đó là Mané. Một tình huống mà Sané đã làm tất cả để Mané ghi bàn. Nhưng chúng ta phải nói đến cái pha cướp bóng này của Chen. Một chạm tốt. Tiếp theo là một đường bóng quá điêu của Moric dành cho cái tốc độ quá cao của Sané. Chạy phải nói là tít khói luôn. Và đặt lòng này là quá mạnh. Khiến thủ thành của bạn không thể phá bóng chính xác được. Và bóng đến vị trí của Mané và Mané ghi bàn đơn giản. Nhưng phải nói đến cái đường chuyền của Moric quá điêu anh em ạ. Đường chuyền qua tận 3 người của đội bạn. Tốc độ của Sané cũng rất nhanh. Bàn thắng rất đẹp của chúng ta. Và tỷ số là 3-1. Có lẽ là chúng ta đã thành công pha lỗi ngược dòng. Ôi, chưa thành công. À, thành công thật rồi. Đến thời điểm phút 80 này thì... À, không, không, không. Mình không nói trước được. Cái trận vừa nãy thì chúng ta cứ tưởng chúng ta thắng. Đội bạn vã cho hai quả ở 6 phút cuối. Quá điều. Ui, không được. Và bóng lên là win rồi. Ok anh em, có lẽ là trận thi đấu đã kết thúc rồi. Một trận thi đấu rất hay của Leroy Sané. Với cái tốc độ quá nhanh, quá nguy hiểm của Sané, chúng ta đã làm được rất nhiều điều. Cũng như là cái lực sút, cái khả năng cứa lòng của Sané. Cũng như là khả năng sút xa, phải nói là quá điên với Sané. Còn bây giờ thì có lẽ mình xin kết thúc clip ở đây thôi. Nếu mà anh em có những kiến đóng góp thì đừng quên để dưới phần comment cho mình biết. Và đừng quên để lại một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì bye bye.